Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm thẻ tag vào video YouTube. Bên cạnh đó mình sẽ giải thích với các bạn là tag là gì, nó có quan trọng hay không, khi nào thì bạn cần thêm, bạn thêm bao nhiêu cho đủ, và khi nào thì bạn không cần thêm. Đó, tức là mấy cái vấn đề liên quan đến tag. Thì đầu tiên ấy, thì để đi vào cái việc xác định tag là gì, nếu như bạn nào làm SEO ấy, làm SEO gọi là Search Engine Optimization rồi, thì các bạn sẽ biết tag nó là rất là quan trọng khi mà làm SEO. Nhưng mà nó cũng là vấn đề ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì nó không phải quá quan trọng nữa, bởi vì là cái thuật toán của cái YouTube ấy, Google ấy, nó thay đổi theo thời gian, mà cái yếu tố để yếu tố liên quan đến cái thứ hạng tìm kiếm của bạn ấy, video hoặc là các cái trang web ấy, thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, mà cái đấy nó là một cái điều kiểu YouTube, chắc là YouTube, Google người ta không bao giờ người ta bật mí, bởi vì người ta bật mí ra thì các bạn sẽ kiểu gọi là lừa nó ấy. Đâm ra lúc nào nó cũng chỉ nói chung chung là có khoảng tầm 200 cái gọi là nhân tố khác nhau để liên quan đến cái việc xếp hạng 1 hay hạng 2 ở trên Google. Ngoài ra thì người ta sẽ nói nhiều đến cái việc là viết tiêu đề này, title, description, mô tả, và sau đấy là thumbnail, ba cái đấy. Thế còn các cái như là tag này, rồi là performance, rồi certification, cứ tức là cái độ thỏa mãn, rồi CTR, tỷ lệ click, các thứ ấy. Thì những cái yếu tố đấy thì nó sẽ đi đằng sau. Tuy nhiên là khi các bạn mới làm YouTube ấy, thì các bạn sẽ phải tập trung vào một số cái lĩnh vực nhất định. Thì để mà thu hút người xem ấy, một cái việc mà rất là đơn giản đó là việc các bạn hướng đến các cái từ khóa tìm kiếm, tức là hướng đến cái nội dung mà người dùng là người xem ấy, người ta tìm kiếm nhiều. Thì để được tìm kiếm thì các bạn sẽ phải làm những cái thủ thuật về SEO ấy, để cho được cái điểm SEO video các thứ hoặc là trang web của bạn nó tốt hơn, điểm SEO cao hơn, thì cái xác suất mà bạn được hiển thị ở cái trang đầu của thứ hạng tìm kiếm nó càng cao. Tuy nhiên ấy, nó cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố thôi. Đâm ra là cũng không phải là hôm nay bạn bạn thêm cái tag vào thì hôm sau bạn sẽ có 1 triệu view, 100 triệu view các kiểu. Nó cũng chỉ là một cái yếu tố thôi. Đâm ra nếu như mà bạn nào mới làm YouTube thì cố gắng làm cho nó đủ để cho điểm SEO nó cao. Nói chung giải thích đơn giản thôi, còn bạn nào chưa hiểu thì có thể liên hệ với mình sẽ giải thích nó kỹ hơn. Thế còn để thêm tag thì rất là đơn giản nhé. Đây là các bạn đang ở trang chủ của YouTube này. Thì các bạn đầu tiên ấy, các bạn có thể up một cái video mới. Ví dụ ở đây mình sẽ kích vào đây nút này để mình sẽ upload một cái video. Tức là up video lên thì bạn phải thêm tag ngay lúc mà up video. Thế còn bạn đã up video rồi thì bạn sẽ vào sửa video ở YouTube, có thể sửa tag, thêm tag sau cũng được. Tuy nhiên là tối ưu thì các bạn cứ làm thêm ngay lúc các bạn up ấy. Bởi vì khi các bạn up thì khi đấy nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều cái về tìm kiếm rồi là thứ hạng các thứ, đúng không? Đây mình sẽ kéo một cái video vào đây. Đây nhé, ví dụ một cái video này là một cái logo chẳng hạn, đúng không? Một cái logo. Sau đấy các bạn khi các bạn kéo video vào đây, ngoài các cái phần tiêu đề này, từ khóa rồi là mô tả các thứ ấy, thì các bạn kéo xuống này, các bạn kéo xuống bên dưới. Chỗ này là thêm ảnh, thu nhỏ rồi playlist các thứ mình không đề cập nhé. Đây vào cái phần show more, tức là hoặc là thêm ấy. Ở trong này nó sẽ gồm có là các cái tùy chọn về video được tài trợ này, rồi tag này, rồi là phụ đề các thứ. Thì các bạn kích vào đây show more. Trong cái phần show more này ấy, đây mình sẽ kéo đợi tí. Đấy nhá, trong cái phần show more thì ở đây nó sẽ có mấy cái tag này. Nếu như các bạn nào dùng tool nhé, như kiểu tool TubeBuddy hoặc là Vid IQ ấy, thì bạn sẽ có một cái công cụ nó tức là nó giới thiệu, tức là nó kiểu đề xuất mấy cái tag mà các bạn nên thêm vào. Nên thêm vào ở đây. Tuy nhiên ấy, thì các bạn có thể thêm bằng tay, bạn chả cần dùng tool cũng được. Vì ở đây kênh của mình thì mình sẽ thêm là Elearning Supporter nhé, hướng dẫn làm YouTube, mẹo YouTube, đúng không? Ba cái đấy. Đấy, còn bây giờ ví dụ các bạn thêm như thế nào cho chuẩn nhé. Thì keyword của bạn là gì thì bạn sẽ thêm những cái tag nó liên quan đến cái keyword đó. Ví dụ như cái này, đúng không? Ví dụ cái trên này này. Tiêu đề video của mình này, đây làm thế nào để xuất hiện logo, đúng không? Xuất hiện logo trong Filmora chẳng hạn, đúng không? Đấy là mình ví dụ thôi nhé. Tức là mình hướng dẫn các bạn cách để xuất hiện logo trong Filmora. Thì khi mà mình thêm tag vào ấy, thì mình sẽ thêm cái gì nó liên quan đến cái đó. Ví dụ này, ở đây mình ghi là cách thêm logo trong Filmora. Đó, Enter. Enter để thêm một tag, đúng không? Hướng dẫn về Filmora. Hướng dẫn Filmora. Đó, cách chèn logo logo trong Filmora đó. Thực ra logo thì nó liên quan đến ảnh nữa đấy, chèn ảnh vào video với Filmora đó. Tất cả những cái này mình thêm tác như thế nào mà nó liên quan, tức là nó cứ xoay vòng vòng quanh cái keyword chính của mình ấy, thì để làm sao để người ta biết. Mà ví dụ nếu mà bạn làm vlog về Nha Trang, về Hà Giang thì các bạn sẽ nói là một ngày trải nghiệm ở Nha Trang, một ngày trải nghiệm ở Hà Giang, rồi là du lịch Nha Trang, du lịch có gì vui, thế này thế kia. Nhưng mà các bạn chú ý nhé, tất cả những cái tag này ấy, thì nó phải liên quan đến cái keyword, tức là phải liên quan đến cái từ khóa của bạn đang hướng tới, chứ bạn đừng, tức là bạn đừng thêm cái linh tinh vào. Tức là ví dụ bạn làm video về Filmora mà bạn toàn chèn là Premiere Pro hoặc là Final Cut Pro, tức là mấy cái linh tinh mà tức là nó không liên quan đấy, thì khi đấy ấy, YouTube nó sẽ đánh giá bạn là đang spam, tức là đang cố ý lừa nó, tức là cố ý lừa YouTube để bạn, tức là bạn giống như lúc nãy mình nói ban đầu ấy, là cố ý lừa nó là mày hãy xếp cái này vào cái thư mục này, thư mục này, thư mục này. Thì đừng làm cái thủ thuật đấy, bởi vì nếu như làm cái thủ thuật đấy thì các bạn có thể sẽ bị YouTube nó đánh giá thấp và bạn sẽ không được xuất hiện trên thứ hạng tìm kiếm. Thế còn khi mà bạn thêm thì các bạn cố gắng thêm tối đa nhé. Ở đây nó sẽ có tối đa là 500 ký tự, thì các bạn thêm tối đa vào, tối đa là 500 ký tự vào thì nó sẽ ok. Đó là phần thêm, làm nào để thêm. Thế còn nếu mà bạn muốn sửa thì như này nhé, bây giờ mình tắt cái này đi nhé, mình chưa up nó vội. Các bạn muốn sửa thì đơn giản, ví dụ các bạn cũng vào cái video của bạn này, đây ví dụ video này nhé, đánh dấu thời gian đúng không, các bạn có thể kích vào nút này, nút detail ấy, nút sửa ấy. Sau đó các bạn cũng kéo xuống đây, các bạn cũng kéo xuống, các bạn nhìn này, tất cả những cái này là cái tag mình mới thêm mà. Sau đây nó có các cái thứ hạng, nếu mà tag này thứ hạng nó sẽ có thứ hạng ở trên YouTube. Bạn có thể search là dấu thời gian video trên YouTube này, thứ 1 này. Thực ra cái thứ hạng này ấy, nếu là cứ 1, 2, 3, 4 thì nó ok, nó cũng rất là hay, tốt. Thế nhưng mà kể cả là nó không phải 1, 2, 3, 4 mà nó là 10 hay 100 hay là gì đấy thì cũng kệ, nó ok thôi. Tại vì là khi đấy thì coi như là mình giúp YouTube nó xếp vào các cái folder thư mục rồi ấy, thì nó sẽ phân loại cái nội dung kênh của bạn ấy, thì nó sẽ tốt về sau. Chứ cũng không cần thiết phải thêm cái tag vào mà nó phải có đứng thứ hạng cao như thế này. Đó. Đấy là các cách các bạn sửa nhé. Với lại có một cái nữa là các bạn đừng không nên hiểu lầm giữa cái tag với lại cái hashtag này nhé. Cái hashtag này là khác. Cái hashtag này nó là khi mà các bạn nó hiện ở tiêu đề ấy, thì các bạn kích vào đấy thì YouTube nó sẽ thể hiện tất cả các cái video liên quan đến cái hashtag đấy. Ai hashtag đấy là nó sẽ thể hiện cho bạn. Thế còn cái tag thì nó lại khác. Tag nó giống như kiểu keyword, nó gần giống là keyword, nó hơi khác tí. Tức là nó xoay quanh cái chủ đề mà người ta tìm kiếm, xoay quanh cái keyword. Đó, đơn giản đúng không? Thế còn nếu mà trong trường hợp mà thêm rồi mà các bạn muốn xem nó có cái điểm SEO tiếc các thứ tốt không ấy, thì các bạn có thể cài cái TubeBuddy lên được, TubeBuddy miễn phí ấy. Các bạn nào mà muốn mua bản Pro ấy, bạn có thể dùng cái mã giảm giá mình đặt ở mô tả. Mình chưa đặt, hôm sau mình sẽ đặt. Xin chào các bạn. Mình sẽ đặt cái mã giảm giá của TubeBuddy này 20% ấy. Thì kênh tiếng Anh thì mình hay khuyến cáo người ta mua ấy, nhưng mà Việt Nam thì mình nghĩ là các bạn nên tự làm thôi chứ không cần phải mua. Ví dụ đây là điểm sale, đây là anh đã điểm sale cái này 85% này. Xong rồi sâu, tức là hiện lên xem là cái này nó được thứ hạng bao nhiêu ấy, bao nhiêu cái tag thì được xếp hạng ấy. Đây là rank tag này. Ở đây có 10 cái tag của mình nó được xếp hạng. Ví dụ ở đây này, thêm dấu thời gian vào video YouTube đúng không? Đây là số 1 nhé. Mình ví dụ cho các bạn nhé. Ví dụ mình vào YouTube mình search này, vào YouTube mình search này, xong mình search là thêm dấu thời gian vào video ấy, thì mình sẽ đứng số 1 ở công cụ xếp hạng. Đây, thêm dấu thời gian vào video YouTube nhé. Nó đánh giá là mình sẽ đứng ở số 1. Tại vì chắc là không có ai làm. Đây mình đứng ở kết quả số 1 luôn. Mới có 71 view thôi, mới nhất 2011 đấy. Thì các bạn xem đấy, thì khi mà mình thêm tag vào thì nó cũng rất là hữu ích. Nhưng mà các bạn cũng có trường hợp các bạn không cần thêm. Không cần thêm, đấy là các bạn làm lâu rồi, các bạn có vài triệu sub rồi thì các bạn thực ra cũng chả cần quan tâm đến thêm tag hay không. Các YouTuber nổi tiếng như kiểu PewDiePie, Peter McKinnon, rồi là Casey Neistat, rồi các thứ ấy, rồi kể cả Việt Nam thì các thứ mấy người YouTuber nổi tiếng ấy, người ta chả cần thêm, tại vì khi người ta đã nổi tiếng rồi, người ta cứ ra cái video cái là người xem người ta đã vào mầm rồi, thì YouTube nó đánh giá dựa theo cái tỷ lệ người xem này, tức là cái performance của video ấy, performance và cái nút like rồi comment rồi chia sẻ các thứ ấy, thì mấy cái đấy nó còn quan trọng hơn là tag. Đâm ra là người ta có ưu tiên, có thứ tự ưu tiên. Thế còn các bạn là mới thì các bạn nên thêm để cho nó tăng điểm SEO, để cho nhiều người biết đến mình hơn. Ok, video hôm nay chia sẻ ngắn thế thôi. Nếu như các bạn là mới đến kênh của mình ấy, thì có thể subscribe, đăng ký kênh hoặc là bấm nút like và comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng ra đều những cái video hướng dẫn về YouTube, hướng dẫn cho người mới. Nếu các bạn có thắc mắc gì các bạn cũng có thể hỏi bên dưới, đặt câu hỏi, mình sẽ làm video hướng dẫn. Còn phần mềm thì mình chủ yếu hướng dẫn về Filmora và một số cái hướng dẫn về ActivePresenter và Camtasia. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.